Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ 6 ngày 19 tháng 3 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 7 tháng 2 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Bính Dần, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Khoang, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh dầu, từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, lư trung hỏa, ngày bính dần, tức chi sinh can, nghĩa là mộc sinh hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm, lưu trung hỏa, kỳ tuổi, canh thân, nhâm thân, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, nhâm thân, giáp ngọ, thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất thành hỏa cục, xung với thân, hình tỵ hại tỵ phá hợi và tuyệt dầu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi giáp thân, nhâm thân, nhâm tuất, nhâm thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi quý dậu, kỷ dậu, ất sửu, ất mùi. Và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao ngũ phú, tốt mọi việc, sao cát khánh, tốt mọi việc, sao phổ hộ, hay còn gọi là sao hội hộ, tốt mọi việc, cưới hỏi, xuất hành, sao phúc hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương mở kho sao thanh long hoàng đạo tốt mọi việc sao sát cống đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao thiên ân tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao hoàng sa xấu đối với xuất hành sao ngũ quỷ kỵ về xuất hành về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây nam tài thần hướng chính đông. Và sau đây, mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 19 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mà các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 19 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cho nên bạn tuổi Tý trở thành người đang có nhân duyên kiếm sát, dễ vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè và đồng nghiệp. Và với bà tuổi Tý cần phải giữ vững lập trường của mình, không để cho quyền thế hoặc là tiền tài chia mở mắt mình. Với bạn tuổi Tý cũng nên cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, không nên hành động thiêu cảm tính, bởi rất có thể những điều bạn trông thấy chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật. Hãy lắng nghe và quan sát nhiều chiều, nhiều phương diện hơn nữa. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Tý và người nhà đang rất chi là hòa hợp in ấn. Mỗi khi gặp khó khăn hoặc là bế tắc, bạn mệnh có thể tâm sự thẳng thắn với nửa kia của mình. Cũng chỉ cần hai người đồng lòng thì sẽ giải quyết được mọi việc mà thôi. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy giữ vững lập trường của bản thân. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa không nên để cho tiền tài quyền thế, chia mờ mắt mình, tử vi tuổi canh tí, thuộc thổ, không nên hành động khiêu cảm tính, tử vi tuổi nhâm tí, thuộc mộc, mối quan hệ vợ chồng, có được sự hài hòa, in ấm. và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp, 3 sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 3, số 4, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 19 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy với bà tuổi Sửu đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh cho nên bạn đang luôn nghiêm túc trong công việc. Do đó, bạn xứng đáng nhận được những thành quả đáng ngưỡng mộ và bạn đang được mọi người yêu mến, khâm phục và có thể được thăng chức trong thời gian không muộn với bạn nữa. Ngày thứ sáu này với bà tuổi Sửu, những ai cần tham gia thi cử hoặc là tuyển dụng cũng gặp được nhiều thuận lợi. Bạn có thể vượt qua bất cứ đề thi nào hoặc là bất kỳ vòng phỏng vấn nào, chỉ cần bạn ôn luyện kỹ càng và luôn tự tin vào kiến thức của bản thân mình. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá chủ quan để cho bản thân mình mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bà tuổi Sửu và nửa kia lại không được mấy hòa hợp. Vì đôi bên không chịu trò chuyện với nhau thường xuyên, vợ chồng nên chia sẻ mọi nỗi niềm trong cuộc sống, đừng có giữ mọi chuyện ở trong lòng vì nghĩ rằng người ấy không hiểu mình. vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim nhận được những thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy nhận được sự yêu mến và phâm khâm phục của mọi người từ vi tuổi kỵ sửu thuộc hỏa gặp nhiều thuận lợi nếu tham gia thi cử và xin việc từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ tự tin vào khả năng và thể hiện hết sức của mình từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc không nên giữ mọi chuyện ở trong lòng vài đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn, số 1, số 7, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi giàu, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần, thứ 6, ngày 19 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ 6 này với bà tuổi dần đó, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày có thực thần nâng đỡ cho nên bạn làm ăn đang có được lộc trong ngày hôm nay vì vậy bạn mệnh tuổi dần không nên chần chừ do dự trước những cơ hội về đầu tư kinh doanh bạn cần phải quyết đoán để nắm bắt bạn sẽ nhanh chóng thu được lời lãi về cho mình trong ngày hôm nay bạn mạnh tuổi dần, bạn vốn là người phóng khoáng và rộng rãi, tuy nhiên trong lĩnh vực chi tiêu bạn cần phải lập ra những kế hoạch rõ ràng và cụ thể hơn nữa. Nếu như bạn cứ chi tiêu bừa bãi thì dù có kiếm được nhiều tiền đến đâu đi chăng nữa và một ngày nào đó bạn cũng sẽ trắng tay mà thôi. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần ạ. Hôm nay là một ngày thích hợp để cho bạn xuất hành hoặc là làm những công việc liên quan tới cưới hỏi. Tuy nhiên, nếu như bạn mệnh có ý định động thổ làm nhà thì nên hoãn lại để tránh những rắc rối bất ngờ xảy ra với mình. Về từ vi tuổi giáp dần thuộc thủy phát huy điểm mạnh của bản thân. Từ vi tuổi bính dần thuộc hỏa không nên trần trừ, do dự trước những cơ hội tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ nên có kế hoạch chi tiêu khoa học hơn tránh vung tiền bừa bãi tử vi tuổi canh dần thuộc mộc nhận được lời lại từ các khoản đầu tư tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim thực hiện công việc theo kế hoạch của mình vài đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm nam 4 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi tốt. Từ vi tuổi mão thứ 6, ngày 19 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mão Xem tử vi cho thấy với bạn tuổi mão đang gặp được ngày của tam hội phù trợ cho nên mọi công việc của bạn tuổi mão đều tiến triển rất chi là thuận lợi và hôm nay là một ngày may mắn của bạn vì vậy nếu như bạn đang có kế hoạch ấp ủ thì nên thực hiện ngay vào ngày hôm nay chứ không nên chần chừ do dự nữa. Bạn mệnh tuổi mão còn có thể sẽ gặp được quý nhân vào ngày hôm nay. Người đó có thể là người quen của bạn. Quý nhân sẽ cho bạn hướng phát triển phù hợp, giúp cho bạn chắc chắn hơn về tương lai. Và bạn cần phải rèn luyện bản thân mình, không ngừng cố gắng, nỗ lực hơn nữa. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mão, bạn cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, không nên làm việc quá sức rất dễ mắc phải các bệnh liên quan tới gân cốt khiến cho thần kinh suy nhược bạn cần phải có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có được sức khỏe để thực hiện những kế hoạch của mình Vai từ vi tuổi ất mão thuộc thủy đề ra những mục tiêu có tham vọng hơn. Từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa công việc tiến triển được thuận lợi. Từ vi tuổi kỷ mão thuộc thổ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân tin tưởng hơn vào tương lai. Từ vi tuổi tân mão thuộc mộc có giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi khoa học. Từ vi tuổi quý mão thuộc kim chú ý rèn luyện bản thân ngay từ bây giờ. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. tử vi tuổi thìn thứ sáu ngày 19 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thìn đang gặp ngày có mộc khác với thổ cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của bạn không được mấy thuận lợi trong ngày hôm nay bạn tuổi thìn bạn và nửa kia dễ xảy ra cãi cọ mâu thuẫn với nhau và nguyên nhân có thể xuất phát từ những bất đồng chưa có thể dung hòa được giữa hai bên. Khi mâu thuẫn bùng nổ, bạn mạnh tuổi thìn nên phải giữ bình tĩnh và đặt mình vào vị trí của người ấy, hãy kiềm chế bạn tính nóng nảy của mình. Nếu không, bạn rất dễ nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia và cái điều này khiến cho tình cảm đôi bên bị rạn nứt là khó có thể tránh khỏi. Trong công việc, với bà tuổi thìn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là bạn nên học cách lắng nghe người khác không nên khăng khăng làm theo ý của mình trong tất cả mọi việc bạn hãy dừng lại để quan sát nhận ra đâu là điều mình thực sự làm tốt đâu là điều mình cần phải sửa đổi về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ gia đình lục độc vợ chồng mâu thuẫn, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ nên đặt mình vào vị trí của người khác, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc chú ý cách ăn nói, không nên tổn thương người khác, tử vi tuổi canh thìn thuộc kim học cách lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh, tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy không nên bạo thủ, khăng khăng với ý kiến của mình. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày 19 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ 6 này với bà tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy với bà tuổi Tỵ đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi, cho nên bà tuổi Tỵ cần phải sẵn sàng để đối mặt với đủ loại thị phi chốn công sở trong ngày hôm nay. Với bà tuổi Tỵ, dễ cảm thấy ức chế, khó chịu vì những lời đồn đoán đặt điều sai trái về bản thân mình. Với bà tuổi tỵ, nếu có gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn cần phải chú ý cách ứng xử của bản thân mình. Có thể tính cách bốc đồng và không biết kiên nể ai của bạn sẽ khiến cho bạn gây thủ chúc oán với đồng nghiệp. Tệ hơn nữa là kẻ tiểu nhân, bạn cần phải luôn giữ cho đầu óc của mình tỉnh táo và cư xử hài hòa với tất cả mọi người. Ngày này với bà tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng May mắn, trong mối quan hệ gia đình của bạn đang rất hài hòa, nửa kia luôn sẵn sàng để lắng nghe những tâm sự của bạn. Bạn cần phải nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý mọi chuyện. Vai tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc họ dễ vướng phải thị phi trốn công sở, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, nửa kia luôn tháo hiểu, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc dự tỉnh táo trước những khó khăn tử vi tuổi Tân tỵ thuộc Kim không nên bốc đồng dễ đắc tội với kẻ tiểu nhân tử vi tuổi Quý tỵ thuộc Thủy hãy bộ ngoài tai lời nói đặt điều nói xấu về đánh giá của bạn Tử Tỵ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Tử vi tuổi ngọ thứ 6, ngày 19 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọ tốt phù trợ, cho nên bà tuổi ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi công việc. Bản mệnh tuổi ngọ sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, cũng như là sẵn lòng giúp đỡ người khác mọi khi thấy có ai đó đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, với bà tuổi ngọ, dường như bạn đang quá nóng vội, bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng mọi mặt trước khi đưa ra quyết định và đặc biệt là không nên dễ dàng từ bỏ ngay khi vừa mới gặp khó khăn. Có như vậy thì bạn mới phát triển nhanh chóng như mong muốn được. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân thì có được nhân duyên rất chi là tốt đối với những người khác giới. Bạn mệnh có được cơ hội gặp người phù hợp với mình. Vì vậy, bạn cần phải chủ động và mở rộng lòng mình hơn nữa. Hãy sẵn sàng cho một cuộc sống hạnh phúc của mình đi thôi. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, nhiệt tình, hăng hái trong công việc, tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy thích giúp đỡ người khác tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa nóng vội quá mức cho nên rất dễ mắc phải sai sót tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ hoàn thành tất cả mọi công việc được giao tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc nhân duyên với người khác giới được tốt đẹp về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tỵ, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ 6 ngày 19 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mùi xem tử vi cho thấy bà tuổi mùi đang gặp ngày có mộc khác với thổ cái điều này làm cho bà tuổi mùi dễ gặp phải đào hoa dữ trong ngày hôm nay bạn cần phải luôn chú ý và giữ gìn khoảng cách đối với những đối tượng khác giới đang có ý định tiếp cận với mình có thể những người đó tiếp cận với bạn vì muốn lợi dụng bạn mà thôi Ngày này, đối với những bạn đã lập gia đình thì bạn cần phải biết giữ mình trong mối quan hệ với những người khác giới nếu không muốn những lời bàn ra tán vào gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Đừng vì niềm vui nhất thời mà phải hối hận về sau này. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mùi lại đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh báo hiệu cho bạn đang có được những dấu hiệu tốt trên con đường sự nghiệp. Bạn luôn làm việc cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao cho nên được mọi người yêu mến và tin tưởng. Và đây là điểm mạnh. Bạn tuổi mùi cần phải phát huy nếu như muốn tăng tín trong tương lai của mình. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim giữ khoảng cách với người khác phái, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy có trách nhiệm với gia đình, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa suy nghĩ cẩn thận Trước khi đưa ra quyết định, tử vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, có tinh thần trách nhiệm với công việc mình đang làm. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, nhận được sự yêu mến và tôn trọng của mọi người xung quanh. vài đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu ghi màu nâu quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi ngọ tuổi hợi Từ vi tuổi thân thứ sáu ngày 19 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tử thân đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên bạn tử thân sẽ phải làm việc vất vả vào ngày hôm nay mà không được ai chủ động giúp đỡ với bạn tử thân, đừng quá bi quan hay là chán nản vì điều này, bởi nếu như bạn suy nghĩ theo hướng tích cực thì đây là một cơ hội tốt để cho bạn rèn rộ bản bản thân mình trong chuyện tình cảm thì với bạn tự thân trong ngày hôm nay cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hay là tụ tập với bạn bè bạn cần phải nhanh chóng lên kế hoạch hâm nóng tình cảm trước khi tình cảm đôi bên nguội lạnh đi và ngày này với bà tuổi thân, nếu như bạn đang có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây nam và tài thần, hướng chính đông. Đây là hai hướng sẽ giúp mang lại nhiều may mắn, giúp cho công việc của bạn thêm phần được thuận lợi hơn. Về tử vi tuổi giáp thân, thuộc thủy, làm việc vất vả, mà không được ai giúp đỡ từ vi tuổi bính thân thuộc hỏa suy nghĩ theo hướng tích cực hơn từ vi tuổi mậu thân thuộc thổ quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn từ vi tuổi canh than thuộc mộc thay đổi thói quen xấu của mình từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim có ý thức rèn rộ bản thân và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỷ, tuổi dậu, tuổi tuất. Từ vi tuổi dậu thứ sáu ngày 19 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh hứa hẹn cho bạn đang có được một tương lai sáng lạn nếu như bạn vẫn tiếp tục giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ chịu khó như hiện tại bạn tuổi Dậu bạn là người có tài vì thế hãy đưa ra những mục tiêu có tham vọng hơn và phù hợp với khả năng của mình ngay từ bây giờ đi. Và ngày này, đối với những ai luôn nỗ lực không ngừng trong công việc sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Trong ngày hôm nay, bạn mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí thích hợp với năng lực của bản thân hoặc là nhận được những lời khích lệ, động viên của cấp trên. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có kim khắc với Mộc. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Dậu là không nên cất giấu tất cả những suy nghĩ vào trong lòng như vậy chỉ khiến cho bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi bạn cần phải tâm sự với nửa kia hoặc là tâm sự với những người mà bạn thực sự tin tưởng nhiều hơn để giải tỏa áp lực cho mình vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy hứa hẹn có được tương lai sáng làn tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa cố gắng làm việc công lao sẽ được đền đáp xứng đáng tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ nên đặt ra những kế hoạch có tham vọng hơn cho mình. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc, lạnh nhạt với nửa kia của mình. Từ vi tuổi quý dậu thuộc kim, tâm sự với người đáng tin cậy. Và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu xám quý nhân phù trợ tuổi thìn tuổi thân tuổi tuất tử vi tuổi tuất thứ sáu ngày 19 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tốt xem tử vi cho thấy với bà tuổi tuất đang gặp ngày có thiên quan giáng họa cho nên bạn rất dễ vướng vào những vụ tranh chấp với người có quyền cao hơn mình với bà tuổi tuất không nên đẩy những mâu thuẫn này lên quá cao nếu không chính bạn cũng sẽ là người phải chịu nhiều thiệt hoài hơn cho dù có gặp phải khó khăn nhiều đến mấy đi chăng nữa thì với bà tuổi tuất cũng không nên suy nghĩ nông nổi muốn từ bỏ hoặc là thôi việc bởi hành động đó chỉ khiến cho bạn trở thành người chạy trốn chứ không thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề bạn cần phải dũng cảm để đối mặt với mọi trở ngại trong công việc cũng như là trong cuộc sống vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tốt cũng đang gặp ngày có mộc khác với thổ bạn đang có điểm báo sẽ có một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bạn với nửa kia dù có nóng nảy như thế nào đi chăng nữa thì với bà tử tuất hãy đặt mình vào vị trí của người ấy, biết suy nghĩ cho người ấy, đừng có nói ra những lời làm tổn thương lòng tự trọng của người ấy. Vài từ vi tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa vợ chồng mau thuận với nhau, từ vi tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ dễ có sự tranh chấp, mau thuận với người có địa vị cao hơn mình, từ vi tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc không nên suy nghĩ nông nổi, đầu hàng trước khó khăn, tử vi tuổi Canh tốt thuộc Kim, dụng cảm đối diện với bất cứ điều gì, tử vi tuổi Nhâm tốt thuộc Thủy, hãy biết suy nghĩ cho người khác. Và đánh giá của bà tuổi tốt trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cá tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi dậu. Từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày 19 tháng 3 năm 2021 ngày thứ sáu này với bà tuổi hợi xem tử vi cho thấy với bà tuổi hợi đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành nhị hợp phù trợ cho nên bà tuổi hợi nhận được sự yêu mến của rất nhiều người ai cũng muốn kết giao với bạn bởi bạn là người có tính tình hiền lành chu đáo và biết quan tâm có thể bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay nữa và với bạn tuổi hợi, một khi bắt tay vào làm công việc gì, dù là lớn hay là nhỏ, bạn luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ, mong muốn sự cố gắng của chính bản thân mình sẽ nhận được những kết quả xứng đáng và bạn trở thành người được cấp trên đánh giá cao trong sự quyết tâm của mình nữa. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi hợi cũng đang gặp được ngày của thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong nhà đang vô cùng là hòa hợp. Hai người trò chuyện và tâm sự với nhau mọi điều trong cuộc sống. Mỗi khi có gặp khó khăn, bạn tin tưởng người đó luôn ủng hộ mình nữa. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc họ gia đình hòa hợp, vợ chồng tin tưởng lẫn nhau tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ nhận được sự yêu mến của mọi người tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc chu đáo biết quan tâm tới người khác tử vi tuổi tân hợi thuộc kim nghiêm túc trong công việc tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy được cấp trên đánh giá rất cao về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.